không sao. Em cũng không sao. Bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi một chút em sẽ khỏe. Không sao mà. Em muốn mình can đảm hơn. Anh không yêu em. Khi tỉnh dậy, chúng ta sẽ đi chơi. Gia đình chúng ta sẽ đi đến bờ biển. Anh sẽ dạy con cách học bơi. Sẽ dạy con cách đi xe đạp nữa. Anh sẽ trở thành một người bố tốt. Anh sẽ dạy cho con biết cách ở bên cạnh người mình yêu thương và bảo vệ người mình yêu thương. Mai Quỳnh Châu qua đời lúc 12 giờ 30 phút. Bảy năm chưa cưới sẽ chia tay.
20 giờ thứ năm, thứ sáu hàng tuần trên Vion. Mừng Vion lên 4 với hành trình 4 năm đồng điệu cùng khán giả trong mọi cung bậc cảm xúc. Happy birthday Vion!